Em anh chủ ô tô cũ Quảng Ninh xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay em xin phép lên sóng cho anh chị và các bạn về một con Kia Morning S phiên bản cao cấp của dòng Morning. Con này được sản xuất năm 2014, phiên bản số tự động, máy 1.2, mang nước sơn màu đỏ tươi, mang biển số của tỉnh Quảng Ninh. Xe khá đẹp anh chị nhá. Đời thì vừa phải, giá tiền thì rất vừa phải cho anh chị nào mua để đi lại trong phố, trong phường, đón con, đón cái, đi lại lại số rộng nó rất là tiện. Biển số 14A32105. Con Morning S này thì bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng. Rất là dễ mua, dễ bán anh chị nhá. Xe thì trang bị đầy đủ chế độ chức năng. Bên ngoài anh chị có thể nhìn thấy nó sử dụng la răng hoa cúc, la răng phải hoa cúc, lằm lan, rất là đẹp. Form dáng rất là cân đối, sơn xi bóng bẩy, xi nhan tích hợp trên gương. Đăng kiểm thì con này còn đấy tháng 4 năm 2024, một năm tròn đăng kiểm nữa anh chị nhá. Đèn thì đã sử dụng hệ đèn bi siêu sáng, cụm đèn rất sáng và đẹp. Con này khá là mới anh chị nhá. 255 triệu đồng thôi. Ai quan tâm về con này hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0705 141414, và hãy đến với chợ ô tô cũ Quảng Ninh có địa chỉ tại ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để có thể trực tiếp xem xe, đi thử và bốc em này về thôi anh chị nhá. Anh chị nào có thể tìm một con xe dòng tiền như này thì cũng có thể là kết bạn Zalo em gửi thêm hình ảnh anh chị nhá. La răng phay đây anh chị nhá, la răng hoa cúc phay rất là đẹp. Con này thì chưa nhìn thấy vết sứt sẹo, rất là đẹp luôn. Tổng thành khá là đẹp. Cua lốp này, cua lốp không bục nhá, không bục không rách. Đây, cua lốp bên trong này không han gì nhá, không han gì này. Giảm sóc nguyên bản của nó vẫn còn nguyên dấu sơn xi nhà sản xuất này. Lốp dép thì con này lốp còn khá là mới, lốp này còn tầm 90% lốp đây chị nhỉ, khá là mới luôn, 90% lốp. Gầm bệ đây, sắt xi gầm bệ này, không han gì, không mục mọt gì nhỉ, không gì sâu gì mỡ, rất khô ráo, sạch sẽ. Cua lốp sau không bục, không rách. Đấy, không ăn gì. Lốp rất là mới nha, bốn lốp như nhau, 90% lốp cơ, mới tinh. La răng phay đằng sau cũng vậy, rất là sạch sẽ, có xiết sát một vài chỗ nhặt vặt này. Chỗ này xiết một tí này. Đấy, chỗ này xiết một tí này. Còn lại tổng thành của nó khá đẹp anh chị nhá, khá đẹp và đều. Tiến tới nội thất trong xe nhá, bản S là bản đầy đủ, gần như là các trang thiết bị đầy đủ hết. Trên tắp bi và cánh cửa lái thì gồm có 4 kính chỉnh điện, khóa kính, khóa cửa, khóa cửa, gương chỉnh điện cụp xòe đầy đủ hết luôn. Tắp bi cửa rất là sạch sẽ, sàn da, trải thảm. Này, tem mác này, nguyên đai nguyên kiện, ốc ác nguyên bản nguyên zin nhá. Nguyên bản nguyên zin, cam kết với anh chị rằng xe không tai nạn, không ngập nước, máy số nguyên zin. Ghế này rất là đẹp, không rách, không nhăn nheo, không rách, không nhăn nheo nha. Vô lăng hai chấu tích hợp còi, túi khí và các chế độ rảnh tay. Đấy, các chế độ rảnh tay, táp lô nhựa rất sạch sẽ nha, không nhăn nheo, không hề nhăn nheo, không hề xiết sát. Em sẽ khởi động đồng hồ nhìn nhá. Đây, bật tất cả chế độ đèn báo này, đài lỗ này, 82.360 cây nhá, chạy 8.2 vạn nhá, chạy hơn 8 vạn thôi nên rất còn đẹp, chất lượng rất là đẹp. Sử dụng một quả màn hình Android siêu to khổng lồ. Đấy, tích hợp cam lùi, cam hành trình, đầy đủ luôn. Điều hòa auto, có cửa, có màn hình điều hòa. Màn LED không thiếu gì. Ổ cắm điện sạc sạc, tay nắm cần số, hộp số rích rắc, có cả cấp số thể thao, cộng trừ 1, 2, 3. Đấy,
số zig zag nha. Yên ngựa phanh tay con này nó không bậy tí tay. Cái bọn dòng xe con này nó không bậy tí tay anh chị nhá. Chân nỉ cái bản theo xe. À, rất sạch sẽ. Hàng ghế sau. Đây. Cũng rất sạch sẽ, không nhăn nheo, không rách dưới nhá. Rất là đẹp anh chị ạ. Rất là đẹp luôn. Con này khá là sạch sẽ đây. Tại vì cánh cửa sau anh chị nhìn thấy đẹp xuất sắc, không có một tí xước sát nào nhá. 2014 mà cứ ngỡ như 2024 đấy nhỉ. À, cốp sau. Cái dòng này thì cốp nó chỉ ngắn ngắn tầm này thôi. Hay nhưng gọi là cũng đẹp đủ đồ. Dưới thì gồm có lốp sơ cua, kích lốp và tất cả các cái công cụ để sử dụng tháo lắp kích lốp. Sàn màu đỏ. Đấy, rất là sạch sẽ, khô ráo, không hoen gì, không dị, không có một chút nào gọi là hoen gì nhé. Ốc ác nguyên bản nguyên zin, cốp sau nguyên zin, này cua cái rãnh nước này, hay là cốp này, rất là đẹp nhé, không đâm vai biến dạng anh chị nhé, zin luôn. Tiến tới lắp cabo và máy móc nhá. Con này nó có cái đèn led ở đây. Nguyên zin từng con ốc, từng keo chỉ nha. Nguyên zin từng con ốc, từng keo chỉ. Đấy. Đây. Cụ giảm sóc, tai, đèn còn mới tinh. Nha, tổng quan này máy móc nha. Tổng quan này máy móc này đang hoạt động này, rất là khô ráo và sạch sẽ này. Có bụi bẩn theo thời gian thôi. Ốc ác nhá, ốc chân máy còn nguyên. Tất cả ốc mặt máy, mọi thứ chưa có làm, chưa sửa chữa gì. Đấy. Chưa sửa chữa gì, nguyên bản nguyên zin. Và đang lổ rất là êm. Rất là êm. Rất là êm, hoạt động rất bình thường nha. Cam kết với anh chị rằng máy móc nguyên zin, không ngập nước, không tai nạn. Nguyên bản luôn. Với một con xe như này về chất lượng cũng còn khá là đẹp anh chị ạ. Khá là đẹp với một cái đời 2014 này, 10 năm rồi. Đấy. Em vừa giới thiệu cho anh chị về một con Kia Morning S được sản xuất năm 2014, phiên bản số động, máy 1.2, mang nước sơn màu đỏ, mang biển số tỉnh Quảng Ninh. Hiện tại bên em đang chào bán với giá là 255 triệu đồng, hỗ trợ bao rút hồ sơ cho khách hàng, bớt chút xăng xe lộc lá cũng như đi lại cho anh chị. Vậy anh chị nào quan tâm về con xe này, hãy alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0705 141414 và hãy đến với thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để có thể trực tiếp xem xe, đi thử và bốc em nó về. Và vâng, rất cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video này của em. Anh chị nào mới xem video này của em lần đầu, hãy ủng hộ em bằng một nút đăng ký kênh chị nhé. Em sẽ gửi tới cho anh chị tiếp theo những video khác chất lượng hơn và những con xe khác rẻ hơn nữa. Vâng, em xin cảm ơn em lại.